Xin chào tất cả các bạn. Cô em tên là Vũ Nhật My, đang học lớp 7C 8 trường Trung học cơ sở Lộc. Bài của em là trò chơi. Nhật Minh giới thiệu về cách di chuyển nhân vật đi. Di chuyển đi, nếu mà ấn nút lên thì di chuyển lên, nếu mà ấn nút trái thì nó di chuyển sang bên trái, lúc ấn nút bên phải thì nó sẽ di chuyển sang bên phải, và lúc ấn nút xuống thì nó sẽ di chuyển dưới. Khi mình nhấn vào nút chơi lại thì làm sao nhỉ? Khi mà ấn vào nút chơi lại thì sẽ quay lại để xuất phát. Trần Minh chia sẻ về dự án nào, con giới thiệu về các nhân vật và ý tưởng của nhân vật. Nhân vật của nhau gồm có bốn con chuột, một con mèo, một con chó, một con sấm sét, một cái cờ, một cái mũi đen với lại Nếu mà nhân vật chạm vào lá cờ thì làm sao nhỉ? nếu mà nhân vật chạm vào lá cờ thì sẽ chuyển thành phong đền chiến thắng ạ. Làm thế nào để lập trình được tính năng như vậy? Nhưng thường khi bấm vào lá cờ, thường tôi liên tục, nếu thì chúng ta sắp đặt được phong đền thành phát đi. Tại sao bạn lại lấy ý tưởng là chuột và mèo? Bởi vì sao? Bởi vì mèo hay bắt chuột đúng không? Ừ, thì cô khen cái ý tưởng này. Thì con giới thiệu tiếp đi. Cái tia sét đây, tia sét kia để làm gì? Như xét như chướng ngại vật ạ. Ừ, thì nếu mà chạm vào tia sét thì làm sao? Nếu mà chẳng thiết xét thì sẽ quay lại cái điểm xuất phát ở nơi cung hai. Trong quá trình làm con có gặp khó khăn gì không? Không gặp khó khăn luôn. Nút chơi lại thì bạn làm thế nào? Lúc chơi lại thì em là khi bước vào nhân vật này thì chuyển đổi phong đền lên cung một, sau rồi đi đến điểm tích là không y là ơ mười bảy. Thế làm thế nào để các con chuột nó chuyển động? Sau khi chuyển động thì em Làm thế nào là con chuột thay đổi trang phục chuyển động trên sân khấu? sau chuyển động thì khi đó là em để tôi liên tục trang phục kế tiếp với 0,6 giây. Rồi, thì bước cuối là gì nhỉ? Bài thuyết trình của em đến đây là kết thúc. Rồi, bây giờ cảm ơn Nhật Minh đã hoàn thành xong bài thuyết trình của mình.